Chào mừng các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc các bạn đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, nếu bạn thuộc ba con giáp dưới đây thì trong tuần 3 tháng 1 từ 16 đến 22 tháng 1, đi đâu làm gì cũng cần cẩn trọng tuyệt đối vì đây là tuần đen đủi nhất của các bạn trong tháng. Vận xui sẽ đeo bám bạn trên mọi phương diện, công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên. Nói chung bạn hãy cẩn thận và vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuổi Sửu. Tử vi tuần này cho rằng bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Có vẻ như bạn vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ ăn chơi, nhàn tản từ tháng đầu xuân trước đó nên chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết trong tuần này. Cơ thể cũng uể oải hơn, tinh thần không thoải mái, đầu óc không đặt vào công việc. Điều này sớm muộn gì cũng gây ra những sai sót nếu bạn không chấn chỉnh lại bản thân mình. Bạn cần làm việc nghiêm túc hơn để tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân, gây chuyện thị phi, ném đá, giấu tay. Việc giao tiếp cũng cần khéo léo hơn để tránh điều hiềm khích, gây cản trở trên con đường tiến thân. Ngoài ra, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến bạn khó thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy có nghĩa là hại cho chính mình. Tuần này, tuổi Sửu sẽ gặp một số vấn đề về tài chính. Điềm báo tử vi cho thấy có tiểu nhân quấy phá, không để bạn được yên ổn làm ăn. Do đó tuổi này nên chú ý hơn trong việc hợp tác, hùn hạp, làm ăn, nếu không có thể dẫn đến tranh chấp tài chính. Người chịu nhiều thiệt thòi và hao tổn tài sản cũng chính là bạn. Bản mệnh có thói quen tiêu tiền nhiều cho những việc phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa, trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Tử vi tuần này được cho là gây ra không ít xáo trộn trong mối quan hệ với bạn đời của con giáp này. Đôi bên dễ có những xung đột về lời nói, thậm chí động chạm tay chân, khiến mối quan hệ rạn nứt nhanh chóng. Để tránh tình cảm rơi vào khủng hoảng, tuổi Sửu cần kiểm soát cảm xúc của mình, chú ý thái độ và cách nói năng khi nóng giận, kẻo hôn nhân đứng trước bờ vực sụp đổ. Công việc làm ăn trong tuần cũng gặp nhiều áp lực, điều tiếng thị phi không ít, tốt nhất bạn nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý để hạn chế rắc rối. Tử vi sức khỏe cho rằng tuần này một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Sửu không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ khi làm việc bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Ngay từ đầu năm, người tuổi Tuất đã có điềm báo đụng độ tai nạn khi điều tiếng thị phi khắp mọi nơi. Bạn được khuyên phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Mức độ tín nhiệm của tuổi này trong tuần cũng không quá cao. Có nhiều vấn đề không xuất phát từ bạn nhưng có trục trặc xảy ra. Mọi nghi ngờ gần như đều đổ dồn về phía bạn. Bản thân con giáp này cũng có phần đuối lý nên không có cách nào để bảo vệ bản thân và thanh minh rõ ràng. Bạn cũng nên tránh đưa ra những nhận định mang tính chủ quan trong tuần này để không há miệng mắc oai. Tốt nhất tuổi Tuất hãy giữ thái độ trung lập và khách quan hết mức có thể. Điều đó sẽ giúp vận khí của bạn suôn sẻ hơn rất nhiều và bạn cũng sẽ vượt qua rào cản một cách an toàn. Hung tinh chiếu mệnh đem tới điểm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn quá cứng cỏi, thích làm theo ý mình, không chịu hòa nhập với tập thể nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập, khiến làm việc gì cũng khó khăn. Bạn cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân sẽ khiến bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc. Bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục mọi khó khăn chứ. Đặc biệt tuần này là lúc tài khí tiêu tán mạnh nhất, bạn mệnh nên lưu ý để tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong chuyện đầu tư, làm ăn. Những người làm công việc cố định cần đề phòng họa mất tiền do nhầm lẫn, tắc trách mà phải đền bù thiệt hại. Nhất là những bản mệnh đang làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, thủ quỹ thì càng nên thận trọng từng chút một, kẻo chỉ một sơ sẩy cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề.
Không dừng lại ở đó, xui xẻo còn ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của con giáp. Các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã vì nhiều vấn đề, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do cái tôi cá nhân của cả hai quá lớn. Không ai chịu nhường nhịn hay lắng nghe đối phương, mà chỉ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của mình. Điểm sáng duy nhất là tình hình sức khỏe trong tuần khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh hồi phục, cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tính dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Vận trình sự nghiệp tuần này bạn gặp phải nhiều trở ngại, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng, hoặc là dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Tuy có quý nhân tương trợ, nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Bạn lại cứ muốn cậy số, ngồi mát, ăn bát vàng, nên nhớ là thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, bạn sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời trong tuần này, công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy bạn mới không bị tụt hậu. Vận tài lộc ở mức trung bình, mặc dù các khoản thu nhập vẫn đều đặn và ổn định, nhưng tình trạng túng thiếu vẫn diễn ra. Con giáp này cần phải hết sức tỉnh táo và thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, nếu không khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ chẳng có đồng nào trong túi. Ngoài ra, được tình duyên của tuổi Mùi cũng có dấu hiệu bất ổn, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ có tâm trạng và cảm xúc thay đổi thất thường. Hãy dành thời gian để bản thân bình tâm, suy nghĩ lại mọi thứ, bạn sẽ tìm ra được cách để thoát khỏi tình trạng này. Vận khí nhiều biến động trong tuần này ảnh hưởng phần lớn đến phương diện sức khỏe của người tuổi Mùi. Đây là thời điểm bệnh cũ tái phát, có người có thể phải động chạm dao kéo nhưng không quá nghiêm trọng. Một số người còn có thể đối mặt với tai nạn, thương tật khi lao động hay tham gia giao thông. Bạn được khuyên nên hạn chế đi về khuya hay lui tới ở những nơi nguy hiểm trong tuần. Tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp xui xẻo nhất trong tuần thứ 3 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp kể trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!